Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ review một sản phẩm, đó chính là súng bắn keo với một cái mức giá cực kỳ rẻ, đang dưới 50 ngàn, 70 ngàn gì đó, rất là rẻ các bạn. Thì đây là một cái máy bắn keo mà sau một thời gian sử dụng thì mình có một số cái review cho sản phẩm này. Thì trước tiên mình giới thiệu qua cái chức năng của nó. Chức năng của nó là sử dụng cái độ nóng của cái súng bắn keo này để làm chảy ra cái keo nén này. Cái keo này thì chúng ta có thể là dán hoặc là trích, hoặc là chức năng tạo ra những cái sản phẩm mang tính chất nghệ thuật. Ví dụ như các bạn làm cái lọ bằng chính cái keo này, sau khi mà chúng ta làm dẻo ra thì chúng ta có thể tạo hình cho những sản phẩm mình mong muốn, rồi sau đó nó sẽ tự động nó cứng lại. Thì hôm nay mình sẽ làm thử cho các bạn cái cách để chúng ta mình mua sản phẩm này thì có được tặng keo nén các bạn, mười mấy cái đây. Các bạn cắm cái dây điện này vào. Các bạn lưu ý là chúng ta có một cái công tắc ở đây. Các bạn bật lên thì nó sẽ hiện đèn. Này lúc này là bắt đầu là trong này nó sẽ nóng lên các bạn này, để nó chảy cái keo này ra. Thì các bạn lưu ý giúp cho mình á, khi các bạn bật lên rồi á thì các bạn nhớ để một cái miếng giấy hay là một cái gì đó để chúng ta để ở đây. Đó. Các bạn nhớ dựng ở đây nghe. Khi mà các bạn cắm dây vào, các bạn bắt đầu kích hoạt á, thì các bạn phải dựng cái súng bắn keo như thế này để cho nó chảy cái keo xuống phía dưới đầu mũi. Còn nếu như các bạn lật ngược lại như thế này á, nó sẽ chảy ra ngược lại phía sau này, thì nó sẽ làm hư cái đường chúng ta đưa cái nén vào, chúng ta không sử dụng được nữa. Các bạn chú ý cách dùng như vậy cho nên nó mới phát minh ra cái này các bạn này, để chúng ta đỡ cái này. Đấy. Đấy. Khi nó nóng lên á thì nó sẽ chảy cái keo này ra. Khi nào mà keo chảy có nghĩa là chúng ta bắt đầu sử dụng được rồi các bạn nha. Đây thì mình thấy cái dây này. Đây. Rồi. Các bạn có thể để như vậy, khi nào mà nó chảy keo ra thì các bạn có thể sử dụng. Các bạn chờ khoảng tầm vài ba phút. Các bạn gắn keo vào, các bạn nhớ bóp cái này này để nó đưa cái keo nào vào bên trong. Rồi các bạn thấy chưa, keo bắt đầu chảy ra rồi này. Đây. Kể từ lúc này khi mà keo nó chảy ra thì các bạn có thể sử dụng được. Và khi sử dụng thì các bạn bóp cái này, bóp cái cò nó sẽ bắn keo ra. Đấy. Bóp nhẹ nhẹ thôi các bạn nhé, nó cũng chảy từ 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 bên trong ra mà. Đấy. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử một cái ví dụ cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ trích cái này lại này. Đây là cái đầu nắp của cái bộ Turovic mình bị rớt cái này ra các bạn, bị bung cái này ra. Bây giờ mình sẽ bắn keo vào trong này, sau đó mình trích lại. Bắn vô ít thôi là được rồi. Rồi. Sao nhỉ? Chặn cái này vô. Nó cứng luôn. Khá là cứng rồi này. Rồi muốn chắc chắn nữa thì cho một tí một chỗ quanh chỗ này. Ok, ta rút điện ra. Sau khi rút điện ra thì các bạn để như, tiếp tục để như thế này các bạn, để cho keo nó còn dư, nó chảy ra luôn. Cái này thì chúng ta giữ lại. Ok. Đây các bạn, sau khi mà chúng ta bịt lại thì nó ngay lập tức là keo nó dính lại luôn các bạn, nó cứng. Rồi, bây giờ mình đóng cái này là thì coi. Đây. Rồi, khá là tốt, rỉ ra. Ok. Chưa được rồi.
chưa được, chưa được. Ok, vậy là xong. Ok, thì đó là cách sử dụng súng bắn keo. Hy vọng video clip này hữu ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.